Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Gia đình anh Trương ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên mỗi năm thu từ 3,5 tỷ đồng từ trồng bưởi cảnh. Phát triển kinh tế từ trồng quất cảnh của gia đình ông Châu, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh triển khai phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới. Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tăng cường phòng chống sốt xuất huyết. Gặp gỡ hai vận động viên cầu lông Thái Bình giành huy chương đồng SEA Games. Hội khuyến học huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nhờ năng động sáng tạo, tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào trồng và chiết ghép bưởi cảnh, nên gia đình anh Chu Văn Trương ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên mỗi năm có doanh thu đạt gần 3,5 tỷ đồng từ trồng bưởi. Hiện nay gia đình anh Trương có trên 1,5 mẫu vườn chuyên trồng bưởi cảnh, trong đó có 6 sào trồng bưởi chậu, còn lại gần 1 mẫu chuyên trồng gốc để phục vụ cho việc chiết ghép. Do có niềm đam mê cây cảnh, anh đã áp dụng kỹ thuật vào tạo dáng thế bưởi đẹp, bắt mắt người tiêu dùng. Anh Trương cho biết trung bình mỗi năm gia đình anh trồng, uốn, ghép, tạo thế được khoảng 300 đến 400 chậu. Tuy trồng bưởi mất nhiều thời gian chăm sóc, hơn nữa còn phải rất cầu kỳ từ việc lựa chọn gốc cho ra hoa và chọn thời điểm ghép quả, nhưng luôn cho hiệu quả kinh tế đạt cao, nhiều cây có dáng thế đẹp anh bán giá từ 20 đến 60 triệu đồng. Năm 2016, gia đình anh đã có doanh thu đạt tới gần 3,5 tỷ đồng. Năm nay với 350 chậu bưởi cảnh, dự kiến nguồn thu của gia đình anh vẫn giữ ổn định. Cũng là cây quất vốn rất quen từ ngàn xưa, qua bàn tay của những người nghệ nhân sáng tạo độc đáo đã cho ra đời nhiều dáng thế bonsai đẹp, hợp với xu thế người tiêu dùng. Ông Phạm Minh Châu là một trong những nghệ nhân đầu tiên của xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, phát triển trồng quất bonsai, một hướng đi mới phát huy tốt hiệu quả giá trị kinh tế vùng chuyển đổi. Yêu và gắn bó với nghề cây cảnh từ khi còn nhỏ, nhưng quất bonsai là một lĩnh vực mới mà nghệ nhân Phạm Minh Châu chỉ mới gắn bó được gần 2 năm nay. Khi thú chơi cây cảnh, cây thế có chiều hướng chững lại, đón bắt xu thế của người chơi và hầu hết các tầng lớp nhân dân, nghệ nhân Phạm Minh Châu đã mạnh dạn tìm hướng đi mới bằng việc đưa quất lên chậu để tạo ra những dáng thế lạ trước nay chưa ai làm. Người chơi quất không phải mua chậu để trồng, đồng thời có nhiều sự lựa chọn về kiểu dáng, kích cỡ, phù hợp không gian gia đình trong mỗi dịp Tết. Đây được xem là mấu chốt thành công đối với quất bonsai nói chung và vườn bonsai Trường Giang nói riêng. Năm 2016, năm đầu tiên thí điểm, gia đình nghệ nhân Phạm Minh Châu đã bán ra thị trường 500 chậu quất bonsai, đạt doanh thu 1 tỷ đồng. Những năm trở lại đây, hoạt động của mô hình kinh tế tập thể ở Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã từng bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động của mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp cho các thành viên và hộ dân trong xã đổi mới tư duy trong sản xuất, mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và người lao động. Là một trong số hai mô hình kinh tế tập thể của xã, Hợp tác xã Dịch vụ Thủy sản Đoàn Kết hiện có 36 thành viên tham gia với ngành nghề hoạt động nuôi thả cá và chăn nuôi lợn. Hiện các thành viên trong Hợp tác xã đang chăn thả cá với diện tích ao nuôi khoảng 100 ha, tập trung nuôi thả các giống cá truyền thống như cá rô phi đơn tính, chấm, chép, trôi, mẻ. Mỗi năm các thành viên Hợp tác xã cho ra thị trường khoảng 1.150 tấn cá thịt. Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong Hợp tác xã luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau về con giống, vốn, thức ăn chăn nuôi, khoa học kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm. Mặc dù có nhiều lợi thế trong hoạt động kinh tế tập thể, nhưng trong quá trình hoạt động, Hợp tác xã Thủy sản vẫn còn gặp một số khó khăn. Riêng về cái công tác môi trường, thì chúng tôi cũng đề nghị các cấp các ngành nào có cái sự hỗ trợ, bởi vì riêng về nuôi trồng thủy sản là phải nước là phải đảm bảo. Thế nhưng mà chúng tôi lấy nước là ở sông Cửu An. Thế nhưng trong những năm vừa qua thì đối với cái sông Cửu An giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương ấy, thì bị ô nhiễm là rất là nặng. Cho nên là nội dung một số bà con ấy, là trong những cái lúc nuôi cá thì là cơ bản là phải lấy cái nước giếng khoan. Vậy là đề nghị đối với các cấp các ngành là có cái sự quan tâm đối với lại bà con nuôi trồng thủy sản.
Không chỉ có hợp tác xã dịch vụ thủy sản, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết cũng được chính quyền xã đánh giá là hoạt động hiệu quả. Đặc biệt từ tháng 6 năm 2015 đến nay, sau khi chuyển đổi cơ cấu tổ chức hoạt động theo luật hợp tác xã 2012, hợp tác xã này có gần 50 thành viên tham gia, hoạt động tập trung vào các lĩnh vực như dịch vụ thủy nông, bảo vệ đồng ruộng, làm đất, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư nông nghiệp. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, hợp tác xã đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và là chỗ dựa tin cậy cho các thành viên và bà con nông dân trong xã. Đoàn Kết cũng là một trong số ít các xã thị trấn trong tỉnh có hai mô hình kinh tế tập thể. Từ những kết quả mà các mô hình này đem lại, xã Đoàn Kết đang đề xuất tiếp tục mở thêm mô hình hợp tác xã chăn nuôi. Đây cũng là tiền đề để phát huy tiềm năng thế mạnh trong hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn xã. Từng bước phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới của huyện Thanh Miện trong tương lai gần. Với chủ trương thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất của tỉnh, cộng với lợi thế gần sông, diện tích đất bãi lớn, nhiều hộ nông dân ở huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng tập trung, quy mô lớn. Đặc biệt, sự mạnh dạn trong việc thực hiện chuyển đổi cây trồng từ cây lúa sang trồng hoa, trồng cây ăn quả đã khẳng định được hiệu quả và mở ra nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp ở địa phương. Trên cánh đồng chuyên canh cây lúa nhiều năm nay của xã Xuân Lai đang hình thành một trang trại rộng 6 hectare của một doanh nghiệp người địa phương đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, công nghệ cao của tỉnh, anh Nguyễn Đình Triệu, chủ doanh nghiệp may mặc của xã Xuân Lai đã quyết định thuê gom đất xây dựng trang trại trồng cây ăn quả với hai giống cây chủ lực là bưởi da xanh và cam canh. Chính thức triển khai từ đầu năm 2017, đến nay trang trại đã trồng được hơn 2.000 cây ăn quả. Trang trại được quy hoạch xây dựng hiện đại, khoa học, kết hợp giữa trồng cây và nuôi lươn trạch, hứa hẹn nhiều triển vọng và tạo việc làm cho hàng chục lao động. Đối với thường trực huyện ủy, ủy ban huyện đã thành lập cái ban chỉ đạo phát triển cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo sản xuất theo cái chuỗi giá trị sản phẩm để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thì ở đối với huyện Gia Bình, chúng tôi cũng xây dựng một vài cái trang trại điểm như trang trại của anh Nguyễn Đình Triệu ở Xuân Lai đã chuyển đổi từ cái định lúa không ăn chắc sang trồng cây ăn quả và tưới theo công nghệ nhỏ giọt và làm cái mô hình cao theo mô hình khép kín. Toàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh hiện có 500 trang trại, gia trại với thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng một mô hình một năm. Trong đó có 64 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 43 trang trại đạt doanh thu bình quân từ 750 triệu đồng một năm trở lên. Các mô hình này có phần nâng cao giá trị 1 hectare chăn nuôi của huyện từ 158,4 triệu đồng năm 2010 lên hơn 200 triệu đồng năm 2016, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Bắc Ninh đang tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế theo hướng ổn định và bền vững, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo khối lượng hàng hóa lớn nhằm tạo doanh thu lớn cho người dân. Để đạt được mục tiêu ấy, rất cần quan tâm hơn nữa của chính quyền các cấp nhằm khai thác tối đa hiệu quả mô hình kinh tế trang trại đầy tiềm năng này. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xuất hiện ca bệnh đầu tiên từ tháng 6 đến hết tháng 8 vừa qua trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ghi nhận 32 trường hợp mắc hoặc nghi mắc sốt xuất huyết, trong đó có 12 trường hợp dương tính. Tại địa phương này, 11 trong tổng số 18 xã thị trấn ghi nhận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở người huyện Bình Giang chỉ đạo các xã thị trấn phối hợp với trạm y tế đồng loạt ra quân, tổng vệ sinh môi trường khu vực công sở, trường học, trạm y tế và đường làng ngõ xóm, tăng cường tuyên truyền, huy động nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, diệt long quăng nhằm loại trừ bệnh sốt xuất huyết. Trung tâm y tế huyện cũng đã tổ chức 12 lớp truyền thông cho 1.200 người dân và thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch tại những xã có người mắc và nghi mắc sốt xuất huyết. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế tỉnh, 5 ngày qua, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã không có bệnh nhân sốt xuất huyết mới. Trong tháng 8, huyện Văn Lâm có 18 trường hợp là người dân nhiễm sốt xuất huyết được thu dung cách ly, điều trị tại bệnh viện các cấp, trong đó xã Lương Tài có 4 ca, các xã Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Đại Đồng, thị trấn Như Quỳnh, mỗi xã có 3 ca. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các trường hợp trên đều đã xuất viện. Bên cạnh đó, 5 ngày qua, huyện Văn Lâm không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm sốt xuất huyết mới. Tuy nhiên, để sốt xuất huyết không tái phát, các cơ quan chức năng huyện Văn Lâm tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phun hóa chất diệt muỗi, xử lý các dụng cụ chứa nước, các vật dụng phế thải chứa ổ bọ gậy, mắc màn khi ngủ.
Bước vào năm học mới 2017-2018, trường tiểu học Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã phát động phong trào giúp bạn đến trường. Đây là một trong nhiều cách làm hay giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được niềm vui tới trường. Với rất nhiều phong trào như lá lành đùm lá rách, mỗi cán bộ, giáo viên chăm sóc giúp đỡ từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Tết vì bạn nghèo. Năm học 2016-2017, trường tiểu học Song Lãng, huyện Vũ Thư đã có 218 lượt học sinh được nhận quà với số tiền gần 37 triệu đồng. Trong năm học mới 2017-2018, phong trào giúp bạn đến trường bằng cách nuôi lợn đất sẽ tiếp tục được các em học sinh và nhà trường thực hiện với các phong trào nhân ái khác để đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua, huyện đoàn Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tiếp sức tới trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập ở xã Khánh Hòa. 140 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Khánh Hòa. Phần quà là những chiếc cặp, bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập hết sức ý nghĩa và cần thiết trong năm học mới. Đã khích lệ, cổ vũ tinh thần, giảm bớt khó khăn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tiếp sức đến trường là hoạt động thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, luôn được huyện đoàn Yên Khánh chú trọng thực hiện trong nhiều năm gần đây, đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, cùng sự ủng hộ kinh phí từ các tầng lớp nhân dân, nhất là các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Hội khuyến học huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam gặp mặt và trao quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập năm học 2016-2017. Trong dịp này, 52 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng trị giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng một tháng. Số tiền này được 8 nhà tài trợ là những người con của quê hương Bình Lục và các địa phương khác trong cả nước chung tay giúp đỡ nuôi dưỡng. Món quà nhân dịp đầu năm học mới có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện niềm tin tưởng của các nhà tài trợ vào thế hệ tương lai của quê hương Bình Lục, là động lực tinh thần to lớn để động viên cổ vũ các em nuôi dưỡng ước mơ, thắp sáng tương lai và chuẩn bị cho mình một hành trang trên con đường lập thân lập nghiệp. Như vậy, tính từ đầu tháng 8 năm 2017 đến nay, Hội khuyến học huyện Bình Lục tổ chức 3 đợt trao quà, học bổng cho hơn 100 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, muốn cống hiến tài năng của mình cho ngành giáo dục và truyền thụ kiến thức cho các em học sinh, cô giáo Hoàng Thị Hương, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã dành trọn tâm huyết của mình để nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhờ vậy, cô đã đạt nhiều thành tích cao, là giáo viên giảng dạy duy nhất trên địa bàn tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm học 2016-2017. Gắn bó với công tác giảng dạy được 16 năm, được giao nhiệm vụ giảng dạy bộ môn sinh học. Đây là môn học được các em học sinh đánh giá là môn học khó. Cô giáo Hương đã không ngại vất vả, hàng ngày ngoài công việc lên lớp giảng bài, chuẩn bị giáo án, cô còn dành thời gian nghiên cứu tài liệu để đổi mới cách dạy phù hợp với năng lực giúp học sinh phát huy sự chủ động và sáng tạo trong học tập. Cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, năm học mới 2017-2018, cô Hương còn mạnh dạn đề nghị với ban giám hiệu nhà trường được dạy song ngữ bộ môn sinh học cho các em học sinh. Đây là phương pháp đổi mới nhằm truyền đạt kiến thức môn học, đồng thời rèn năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Ý tưởng này đã được ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao. Xuất phát từ cái việc mà cái vấn đề về hợp tác quốc tế rất là cần thiết. Để thông qua cái tiết học của mình ấy, thì không những mình dạy kiến thức cho các em về dạy các em về môn sinh học mà còn thông qua đó còn bồi dưỡng cho các em về cái năng lực về ngoại ngữ, đặc biệt đó là cái phản xạ nghe và nói tiếng Anh. Cùng với truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, cô Hương còn là thành viên tích cực của tổ nghiệp vụ bộ môn sinh học của ngành giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, cô còn được giao nhiệm vụ phụ trách giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi bộ môn sinh học. Bằng phương pháp đổi mới sáng tạo trong dạy và học mà cô đã áp dụng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đội tuyển học sinh giỏi của cô đã đạt một giải nhất đồng đội, một giải nhất, hai giải nhì và một giải ba cá nhân. Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, giải đồng đội đạt giải nhất tỉnh, một giải nhất, ba giải nhì và một giải khuyến khích. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia, đạt một giải khuyến khích. Đối với cô Hương là một trong những cái nhà giáo tâm huyết yêu nghề và đặc biệt là cô rất tích cực trong cái việc đổi mới phương pháp. Cái sự lan tỏa ảnh hưởng của cô đến đồng nghiệp rất là mạnh mẽ. Tôi đánh giá là cô Hương là một giáo viên tích cực và có tiềm năng và có hiệu quả cao trong công tác giáo dục đào tạo. Trách nhiệm với nghề và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, cô Hương đã nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường
3 năm liên tục được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, giải khuyến khích cấp bộ về soạn giáo án tích hợp liên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đặc biệt, năm học 2016-2017 vừa qua, cô giáo Hoàng Thị Hương, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, còn là giáo viên trực tiếp giảng dạy duy nhất trên địa bàn tỉnh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Hiện nay, tình trạng xe gắn máy tự chế đã xuất hiện tại một số địa phương, theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Tại khu vực cổng trường tiểu học xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có các xe gắn máy tự chế tới đón học sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mỗi chiếc xe gắn máy tự chế này được thiết kế thô sơ với một động cơ đẩy phía sau. Thùng xe phía trước chế tạo bằng khung sườn kim loại, có mái che bằng tôn bên trên, chỉ duy nhất một cửa vào được chốt chặt từ bên ngoài. Dù không đăng ký, đăng kiểm, nhưng mỗi xe có thể chở từ 10 đến 12 cháu học sinh tiểu học. Đáng nói, trường tiểu học Đông Hợp nằm ngay sát quốc lộ 10, lưu lượng giao thông đông đúc với nhiều xe tải, xe container chạy qua. Việc tham gia giao thông rất phức tạp, đặc biệt vào giờ cao điểm, nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và việc các phụ huynh giao phó đưa đón con cho các chủ xe tự chế, xe hết niên hạn chẳng khác nào đánh cược tính mạng con em mình. Với mục tiêu trở thành đô thị loại 1 trước năm 2020, ngoài việc tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp. Công tác tuyên truyền được thành phố Hải Dương triển khai đồng thời với đề án xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức trong kinh doanh gắn với triển khai các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn minh đô thị, duy trì vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến phố, xây dựng các công trình tuyến phố tự quản, xanh, sạch, đẹp và nhất là phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè là nơi kinh doanh buôn bán, việc dừng đỗ phương tiện giao thông không đúng nơi quy định đã giảm. Cùng với sự quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng của nhà nước, sự hưởng ứng tích cực của người dân và nhiều việc làm cụ thể thiết thực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới của thành phố khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Nhằm tạo môi trường xanh sạch đẹp vừa qua, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phát động tổng dọn vệ sinh môi trường biển tại xã Trường Yên. Trong đợt ra quân lần này, xã Trường Yên đã huy động 320 cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm tại 16 trên 16 thôn. Tổ chức thu gom, xử lý triệt để toàn bộ rác thải còn tồn đọng trên địa bàn và phát quang bụi rậm, chặt tỉa cây xanh cũng như vớt bèo, khơi thông dòng chảy toàn bộ tuyến sông Sảo Kê. Đợt ra quân nhằm góp phần nâng cao ý thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, tạo thói quen cho mọi người tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế một cách bền vững, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Dù là lần đầu tiên tham dự SEA Games, nhưng hai vận động viên bộ môn cầu lông đến từ Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Thái Bình đã xuất sắc giành huy chương đồng. Thành tích này đã góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games vừa qua. Phần cuối chương trình Thời sự Đồng bằng sông Ngọc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vận động viên này qua phản ánh sau. Dù đã có trên 10 năm gắn bó với bộ môn cầu lông, nhưng lần đầu tham dự SEA Games trong đội hình thi đấu chính thức, hai vận động viên của Thái Bình vẫn không khỏi lo lắng, hồi hộp bởi khi bước chân vào đấu trường khu vực. Đôi nữ của em với Hoài thì có một điểm mạnh là sân thi đấu thì nhiệt tình, sôi nổi và có những có thể là tấn công tương đối tốt. Vui mừng mà cũng không biết là có vẻ sự thật không đó. Nhà bọn em rất là tự hào khi trao huy chương thì cờ của mình cũng được nâng lên. Điều đặc biệt, Đinh Thị Phương Hồng và Đỗ Thị Hoài là đôi nữ đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đạt huy chương tại một kỳ SEA Games một cầu lông. Bởi vậy, đây càng là niềm vinh dự tự hào to lớn của Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Thái Bình, nơi đã nuôi dưỡng, phát hiện và đào tạo các lứa vận động viên thành tích cao của tỉnh nhà.
là vận động viên của đội tuyển cầu lông chuẩn bị tham gia thi đấu giải tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, cặp đôi Đinh Thị Phương Hồng và Đỗ Thị Hoài không mãn nguyện với thành tích đã đạt được mà luôn nỗ lực miệt mài rèn luyện với quyết tâm cùng cả đội tham gia thi đấu các giải với kết quả cao nhất. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.